Chào mừng các con đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 2. Chủ đề 2: Đường đến trường em. Bài: Cặp sách xinh xắn. Các con thân mến, ở tiết học trước, các con đã biết cách vẽ chiếc cặp sách của mình rồi, đúng không nào? Ở tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách tạo hình chiếc cặp sách theo phương thức tạo hình 3D bằng giấy màu. Qua bài học ngày hôm nay, các con đạt được mục tiêu của bài học như sau: biết cách tạo hình và trang trí chiếc cặp sách, yêu quý chiếc cặp sách và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng ôn lại kiến thức đã học từ tiết học trước nhé. Như vậy, chúng mình vừa được ôn lại các bộ phận của chiếc cặp. Và bây giờ, để các con thấy được sự phong phú, đa dạng của một số kiểu dáng cặp sách được tạo hình theo hình thức tạo hình 3D, cô mời các con vào hoạt động đầu tiên, hoạt động 1, khám phá. Cô giáo mời các con quan sát lên màn hình. Đây là một số chiếc cặp sách được tạo theo hình thức 3D. Các con hãy quan sát thật kỹ và cho cô giáo biết hình dáng, màu sắc của chiếc cặp như thế nào, cặp sách được tạo bằng chất liệu gì và cách trang trí của những chiếc cặp trên. Các con hãy nhấn nút tạm dừng và suy nghĩ cho cô giáo trong vòng 2 phút nhé. Các con thấy đấy, có rất nhiều chiếc cặp sách có hình dáng khác nhau, rất phong phú, đa dạng, màu sắc đẹp, bắt mắt. Những chiếc cặp trên đều được tạo bởi các loại giấy như giấy gói hoa, giấy gói quà, giấy màu. Cách trang trí thì vô cùng đẹp mắt, phù hợp và tinh tế. Các con thân mến, vậy để tạo được những chiếc cặp sách đẹp như thế này, chúng ta phải làm thế nào? Cô mời các con chuyển sang hoạt động thứ hai: các bước tạo hình cặp sách. Cô mời các con quan sát hình minh họa hướng dẫn cách làm sau và cho cô giáo biết các con hãy nêu bước tạo hình cặp sách. Như quan sát, chúng ta thấy để tạo được hình chiếc cặp sách theo hình thức tạo hình 3D, chúng ta thực hiện cho cô giáo 4 bước. Bước 1: chia giấy thành 3 phần. Hai phần lớn bằng nhau làm thân, một phần nhỏ làm nắp và vẽ cắt theo nét cong của nắp. Bước 2: gấp theo nét chia giấy tạo thân cặp. Bước 3: cắt giấy màu khác tạo quai, quai sách, khóa cặp. Bước thứ 4: dán các bộ phận vào thân cặp để tạo thành chiếc cặp sách. Như vậy, qua hoạt động thứ 2, các con đã biết cách tạo hình chiếc cặp sách rồi, đúng không nào? Để các con làm bài được tốt, cô mời các con tham khảo một số sản phẩm sau. Các con thấy những chiếc cặp trên có đẹp không? Con thích chiếc cặp nào nhất? Con muốn tạo chiếc cặp sách của mình như thế nào? Màu sắc, hình dáng, cách trang trí ra sao? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động 3, thực hành để chúng mình thỏa sức sáng tạo các con nhé. Yêu cầu của bài tập như sau:
tạo hình và trang trí chiếc cặp sách theo ý thích. Chọn giấy màu keo hồ dán cho phù hợp. Các con ạ, sau khi các con làm xong rồi, các con hãy quay một đoạn video ngắn khoảng 2 đến 3 phút chia sẻ về sản phẩm của mình với cô và các bạn, về sản phẩm mà các con đã tạo được các con nhé. Và chúng mình sẽ dựa vào những gợi ý như sau. Con hãy nêu cảm nhận về sản phẩm mà em yêu thích. Hình dáng, màu sắc, chất liệu, cách trang trí cặp sách. Chia sẻ về tác dụng và cách giữ gìn chiếc cặp sách đó. Sau khi các con đã quay được video giới thiệu sản phẩm của mình thì các con sẽ gửi qua Zalo cho cô giáo nhé. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay thì các con đã biết cách tạo chiếc cặp sách theo hình thức tạo hình 3D thật xinh xắn và đáng yêu, và các con luôn phải biết yêu quý, giữ gìn và trân trọng chiếc cặp sách mà chiếc cặp sách đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học tập các con nhé. Các con hãy chuẩn bị cho cô giáo một số đồ dùng cho tiết học sau: giấy A4, giấy màu và xem trước cho cô giáo bài Cổng trường nhộn nhịp các con nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.